Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Hà sẽ làm video này để hướng dẫn mọi người cách tải app Zilla trên ứng dụng trên điện thoại hệ điều hành iOS nhé. App Zilla của công ty Zilla Việt Nam thì đã có mặt trên App Store. Đây, các bạn vào App Store. Các bạn vào App Store và gõ vào ô tìm kiếm nhé. Các bạn gõ ô tìm kiếm và sau đó thì các bạn gõ tên Zilla. Các bạn gõ tên Zilla, sau đó các bạn ấn nút tìm. Đây, các bạn sẽ thấy đây, app của Zilla đấy. Đây, app của Zilla đây, các bạn ấn về, nhận về nhá. Ấn vào đám mây. Đây là app của riêng của công ty Zilla Việt Nam. Trên đó có tất cả hoạt động của công ty. Đây. Tất cả hoạt động của công ty. Và đừng quên đánh giá 5 sao nha. Đây. Toàn bộ hoạt động của công ty và mua sắm các sản phẩm giá rẻ sẽ được đẩy lên đây. Đây, đã tải về thành công rồi. Các bạn mở Zilla ra nhé. Các bạn ấn vào cho phép. Sau khi đã tải ứng dụng về thì các bạn ấn vào đăng ký. Ở chỗ này các bạn gõ tên của các bạn. Rồi các bạn gọi tên, sau đó là các bạn gọi số điện thoại. Ok, các bạn gọi email, mật khẩu nha, các bạn gọi hết nhé. Sau khi tất các bạn đã nhập toàn bộ nội dung thì các bạn ấn vào đăng ký và đợi mã xác thực gửi về số điện thoại nhé. Rồi ok rồi, 824838. Rồi và sau đó các bạn đợi. Đấy là các bạn đã đăng nhập app Zilla thành công. Đây là app Zilla. Đây sẽ có mục tin tức này. Cái này là tin tức. Ở đây là mua sắm này. Toàn bộ sản phẩm của công ty Zilla sẽ lên ở đây. Đồng hồ thông minh, sạc dự phòng, bộ kẹp tóc. Đây tất cả mọi thứ. Tính dầu tỏi Alium, bộ nhận diện thương hiệu, máy bay Zilla Water, huy hiệu hạt điều, cuốn sách người phụng sự của thầy. Tất cả sản phẩm sẽ được lên đây nhá. Sản phẩm đồng hồ thông minh Z3 này chỉ có 350.000, đây là sản phẩm mới nhất của công ty. Đây sẽ có mục tin nhắn. À, cái này là vào đặt hàng thôi. Đây sẽ có mục tin nhắn. Ở đây sẽ có chat bạn bè. Chỗ này nếu như mà mọi người đã add danh bạ ở điện thoại thì các bạn ấn vào ba chấm này. Sau đó các bạn ấn đồng bộ danh bạ. Đó. Ok. Sau khi các bạn ấn đồng bộ danh bạ đây, ví dụ là Hà có ba người bạn là thầy, một số điện thoại khác của Hà và một bạn Huyền nữa. Thì đây thì các bạn sẽ vào nhắn tin nhá. Đây, các bạn vào trải nghiệm tin nhắn. Đó, ví dụ như vậy. Còn sau khi thì các bạn đã cài đặt thông tin thì các bạn vào đây nha, mục cá nhân và các bạn sửa ảnh đây. Các bạn ấn vào đó, ok. Các bạn ấn vào nhá. Ở đây thì ảnh hiện tại Hà không có cái ảnh nào gần đây vì điện thoại iPhone này Hà cũng ít dùng. Thế Hà lấy tạm cái ảnh nào đó vậy. Đây ok. Đó, ví dụ như vậy nhá. Đây là toàn bộ thông tin Gmail, số điện thoại đó. Ví dụ như vậy. Các bạn nhớ add số ở trên danh bạ điện thoại và đồng bộ danh bạ cho nhanh nhá. Vậy là các bạn đã có một app Zilla xịn sò ở trên điện thoại. Nơi các bạn có thể kết nối với các thành viên Zilla, đọc toàn bộ thông tin của Zilla và mua sắm. Rồi, các bạn có thắc mắc gì thì inbox cho Hà nhá. Và nhớ add số Hà này 0962887588 hoặc là 0986185191. Rồi, xin chào tất cả các bạn nhá.